Cảm ơn, chào mừng các bác anh em lại quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Long Âm Thanh Số. Rất vui được gặp lại các bác anh em trong video clip ngày hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2020. Anh em chúng em ghép một cấu hình cao kê cho anh Tương ở Thái Nguyên. Tổng trị giá bộ cao kê ngày hôm nay là 23 triệu đồng và gồm 6 thiết bị như sau. Các bác anh em cùng tham khảo nhé. Đầu tiên phải kể tới một đô la JBL G2000 Gold Limited bản phiên bản giới hạn như các bác anh em đang thấy trước mặt đấy ạ. Đây là một trong những dòng loa sử dụng là bass 30, 6 đường tiếng, một chung, hai chép và một siêu chép. Đây dòng loa này có cái thiết kế rất là đẹp. Đầy đủ tất cả các giải từ siêu trầm tới siêu chép, phục vụ cho mọi nhu cầu cao kê những giải trí trong gia đình chúng ta. Và điều đặc biệt nữa, phiên bản này còn rất là đẹp nữa, các bác và anh em có thể dùng nó như một cái thiết bị để trang trí cho ngôi nhà chúng ta được thêm phần sang trọng hơn. Trong bộ cao kê của anh Tương gồm một cục đẩy D500 nữa. Đây là một trong những dòng đẩy hàng chính hãng thương hiệu của Mỹ, hai kênh, tiếng cực kỳ sáng, sạch sẽ và thiết kế nó khá là nhỏ gọn. Đây là chiều sâu của nó chỉ khoảng tầm 30cm thôi, anh em có thể để lọt trong ngăn tủ, ngăn kệ mà không cần phải quét tủ cái kệ, nó sẽ mất mỹ quan. Tiếp đến là một chiếc vang KM8FX, một chiếc nâng tiếng CB600 và một chiếc Mixuong GX21 phiên bản mới nhất của năm 2020, 4 dâu sóng khỏe, ổn định, tích cực pin, hát nhẹ. Và cuối cùng trong bộ cao kê của anh Tương thì còn một súp B3 2020 phiên bản mới nhất của năm 2020 nữa. Với thiết kế là mặt kính cường lực, bốn xung quanh nó là lớp sơn đen sần chống chảy xước, chống ẩm, chống mốc, rồi chống va đập, chống chảy xước. Và có một cái thiết kế cái chân rất là đẹp, bát ánh đối đất. Sử dụng là công suất là 500W và có thể chơi được hai chế độ vừa điện vừa hơi, anh em tùy theo mục đích sử dụng. Bát ánh rất là chắc, lực, gọn. Tổng trị giá của bộ cao kê ngày hôm nay là 23 triệu đồng, các bác anh em cùng tham khảo. Và ai có nhu cầu thì các bác anh em vui lòng liên hệ theo hai số điện thoại hotline của chúng em ở trên tấm biển 0975386726 hoặc 0963866222. Địa chỉ của chúng em là 107 Phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội và rất hân hạnh được phục vụ các bác anh em mọi miền Tổ quốc. Để cho các bác anh em không phải chờ lâu nữa, chúng ta sẽ cùng quay về phần chính test chất âm của bộ dàn cao kê ngày hôm nay qua một ca khúc rất là quen thuộc, bài hát được mang tên Lá Thư Đô Thị. Xin mời chúng ta sẽ cùng ngồi xuống đeo tai phone nhé. Và trước khi bắt đầu thì xin mời các bác anh em hãy cùng ngồi lại cho em một cái like, và bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh bên phải này, sau đó bấm nút chuông để nhận được những thông báo. Cảm ơn ạ.